Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát vì 3 tội danh liên quan đến hoạt động tín dụng và tham ô tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Bên cạnh đó, bà Lan còn phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng cho những khoản vay không đúng quy định. Câu hỏi đặt ra là liệu án tử và số tiền khổng lồ phải khắc phục cho SCB có phải là nỗi sợ kép lớn nhất mà bà Lan đang phải đối diện? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khi nào bà Trương Mỹ Lan mới khắc phục hết số tiền 673.849 tỷ đồng cho SCB? Chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ, hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay tương ứng số tiền 673.849 tỷ đồng. Theo tòa, sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Cụ thể, hội đồng xét xử căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xem xét nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, thì về thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo lẽ ra phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB, tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, các pháp nhân khác được thành lập nhằm để ký hợp đồng vay cho Trương Mỹ Lan. 1.284 khoản vay là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng nên phải buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ 1.284 khoản vay trên cho SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng. Đối với số tiền lãi trước ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án đã báo cáo hạch toán cho SCB nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17 tháng 10 năm 2022, như đã nêu bản chất, khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử không buộc các bị cáo bồi thường. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nhìn nhận sai phạm, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Như vậy, sau khi trừ đi số tiền đã nộp khắc phục, các khoản khấu trừ khác, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ là 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử cũng tuyên sử dụng 1.000 tỷ mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả bị cáo Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, 7, 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong phần xét hỏi và trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, 35 triệu USD và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Bị cáo Lan nói, xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa, năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Minef đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, công trình trên đã ngưng thi công. Đối với dự án Capital Plus Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Bị cáo Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài, do đó khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí trả nợ ngân hàng thì phần còn lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết đối với dự án này, con gái bị cáo đang rao bán 1 tỷ USD, tuy nhiên thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với khoảng 360 triệu USD, không có chuyện bán với giá 1 tỷ USD như bị cáo trình bày. Chủ tọa nói, hoặc bị cáo có chứng cứ, tài liệu nào để thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Về ba dự án, công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn công ty Phương Trang đang vận hành, đại diện công ty Phương Trang cho biết việc mua bán ba dự án có giá khoảng 3.500 tỷ đồng không liên quan đến Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà thông qua bà Trương Mỹ Lan giới thiệu, công ty Phương Trang đã bán các dự án trên cho ba cá nhân. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian từ năm 2012 đến 2022, trong đó giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định tội tham ô tài sản áp dụng đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, hội đồng xét xử nhận định tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm. Trương Mỹ Lan, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ, bị bắt giam và đối diện án tử hình. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, việc Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm của bị cáo Lan quanh co chối tội đổ tội cấp dưới là không xem xét toàn diện khách quan ý kiến trình bày của các bị cáo cũng như cập nhật diễn biến phần xét hỏi. Bởi vì bị cáo Lan nghiêm túc nhìn nhận vai trò, ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, nhận thức sai phạm về hành vi của thành viên hội đồng quản trị cho vay trái quy định. Bị cáo Lan đã tôn trọng lời khai và xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo tại SCB và các bị cáo có liên quan SCB, không quanh co đổ tội cho họ. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo chỉ có vai trò cố vấn ban hợp nhất với các nhiệm vụ chính, bảo đảm tỷ lệ chi phối 65% để ba ngân hàng hợp nhất cho mượn tài sản đối với các khoản vay bắt buộc, tìm kiếm chuyên gia nước ngoài tham gia mua cổ phần SCB. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bạn bè và người thân chiếm cổ phần tại SCB sau khi hợp nhất và đề nghị hội đồng xét xử xác định số cổ phần vì không thuộc cá nhân bị cáo. Bản chất các khoản vay tại SCB trong 10 năm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu trên sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các khoản vay mới để trả nợ cũ. Dòng tiền không ra khỏi SCB, dòng tiền giải ngân liên quan khoản vay đều được giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước, nên nếu có bất thường, sẽ được cảnh báo. Suốt 10 năm hoạt động trong vòng xoáy mượn tài sản của tôi và gia đình đưa vào SCB để cơ cấu các khoản vay, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ, bị bắt giam và đối diện án tử hình, bị cáo Lan trình bày.
Về tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét tội danh tham ô tài sản vì bị cáo không giữ chức vụ gì tại SCB và đến nay không rõ vì sao lại bị quy kết sử dụng phương thức thủ đoạn từ năm 2012 đến 2022 để chiếm đoạt tiền của SCB. Cạnh đó, bị cáo Lan trình bày không hiểu vì sao bị truy tố hai tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong khi với các bị cáo khác cùng một phương thức thủ đoạn nhưng chỉ bị truy tố một tội danh. Tuy nhiên, theo cáo buộc, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, hai con gái bà Lan là Elizabeth Chu Duyệt Han, Chu Duyệt Hằng chiếm 10%, Mary Chu Duyệt Phan, Chu Duyệt Phấn chiếm 10%. Công ty Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%. Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước, chia thành nhiều tầng lớp. Với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Có 3 doanh nghiệp quan trọng trong vụ án gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Các công ty này nắm giữ nhiều dự án lớn như công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát có dự án khu dân cư Sterling Residence thuộc khu đô thị mới Nam Thành phố ở huyện Bình Chánh với quy mô 264.633 m². Công ty Peninsula sở hữu dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự án gần 1,2 triệu m². Hiện dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất. Tòa nhà Times Square tại Nguyễn Huệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một số công ty có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát như công ty Windsor, công ty An Đông, công ty Times Square Việt Nam, công ty Thiên Phúc, công ty Vinametric, công ty Bông Sen, công ty Sài Gòn Artisans và công ty Lavifood. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn thành lập nhóm các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập công ty với vai trò người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên góp vốn, tìm địa chỉ đặt trụ sở, chọn ngành nghề kinh doanh, nhóm công ty này không có hoạt động kinh doanh, chỉ đứng tên khoản vay, lập phương án vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa tiền rút ngân hàng SCB. Đã xác định xong nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của bà Trương Mỹ Lan. Trong đại án tiêu cực này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh, tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, bị cáo này được xác định có vai trò chính, gây thiệt hại và chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của SCB. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tiến hành tố tụng đã rà soát phân loại xử lý bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm theo các tội danh cụ thể, tương ứng với vị trí, vai trò, số lượng, tính chất, mức độ hành vi và trách nhiệm dân sự trong bồi thường thiệt hại của vụ án đối với từng bị cáo. Các cơ quan chức năng đã cơ bản xác định nguồn tài sản của các bị cáo để khắc phục hậu quả. Để xác định nguồn gốc tài sản mà gia tộc họ Trương thâu tóm và chiếm đoạt, phải quay lại thời điểm kể từ khi bị cáo Trương Mỹ Lan xây dựng những mắt xích đầu tiên của vòi bạch tuộc Vạn Thịnh Phát. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, kể từ thời điểm năm 1992, khi bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, liên tiếp thời gian sau đó, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát mở rộng ra nhiều lĩnh vực hoạt động với việc kết nạp và vào bạch tuộc hàng loạt công ty con. Như công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Times Square, công ty tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Chính các mắt xích này về sau đã trở thành nhóm các công ty chuyên liên kết đầu tư bất động sản, ăn sâu bám rễ vào các nhóm cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Cũng từ đây, hàng loạt tài sản của Vạn Thịnh Phát do bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng đã được thâu tóm như khách sạn thương mại An Đông, Windsor Plaza Hotel, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Dustin Union Square. Liên tiếp, thời gian sau đó cho đến khi cơ quan chức năng chặn đứng tiêu cực, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt bất động sản, vị trí vàng ở nhiều nơi như khu dân cư Bonvinland, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza,
Nhà hàng Cà phê Central Nguyễn Huệ, nhà hàng Hữu Nghị và nhà hàng Đức Bảo đều nằm trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng xác định, Vạn Thịnh Phát còn thao túng thị trường tài chính với việc thâu tóm ngân hàng SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó, ngân hàng SCB được xem là tổ chức chính cấp vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, sau đó trở thành mục tiêu chính cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của SCB. Phản ứng của Trương Mỹ Lan khi nghe hội đồng xét xử nhận định về hành vi phạm tội. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi nghe hội đồng xét xử nhận định xong hành vi của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi gây ồn ào khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở và đề nghị cảnh sát tư pháp đảm bảo trật tự phiên tòa. Từ đó, hội đồng xét xử xét thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan theo quy định của Bộ luật hình sự mới đủ tính răn đe. Trước đó, hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không phạm tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có cơ sở xác định, việc truy tố bị cáo về tội danh này là không oan sai. Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Lan có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi. Từ đó, hội đồng xét xử xét thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, theo quy định của Bộ luật hình sự mới đủ tính răn đe. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng và đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản, lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bị cáo là có căn cứ. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trước đó trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Viện Kiểm sát luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án và không làm oan người vô tội. Viện Kiểm sát cũng trân trọng tiếp nhận tất cả ý kiến của luật sư, ý kiến tự bào chữa của các bị cáo tại phiên tòa để nghiên cứu và đánh giá khi giải quyết vụ án. Đối đáp lại luận cứ bào chữa của các luật sư, trong đó có quan điểm cho rằng SCB, Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là người có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng. Trương Mỹ Lan không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB, nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Viện Kiểm sát cho biết cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Bởi lẽ, tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm giữ trên 91% vốn điều lệ của SCB. Tại bảng theo dõi biến động cổ đông và sổ chứng nhận cổ đông, thì các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại SCB đều khai đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, nên cơ quan quyết định cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, không phải là Hội đồng Quản trị quyết định. Với số lượng cổ phần trên 91% nắm giữ, Trương Mỹ Lan là người nắm quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần tiền thì chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Còn các lãnh đạo chủ chốt khác của SCB là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, việc Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm bị cáo Lan quanh co chối tội, đổ tội cấp dưới là không xem xét toàn diện khách quan ý kiến trình bày của các bị cáo cũng như cập nhật diễn biến phần xét hỏi. Bởi vì bị cáo Lan nghiêm túc nhìn nhận vai trò, ảnh hưởng của mình với tư cách là cổ đông, đại diện cổ đông, nhận thức sai phạm về hành vi của thành viên hội đồng quản trị cho vay trái quy định. Bị cáo Lan đã tôn trọng lời khai và xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo tại SCB và các bị cáo liên quan SCB không quanh co đổ tội cho họ. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo chỉ có vai trò cố vấn ban hợp nhất với các nhiệm vụ chính, bảo đảm tỷ lệ chi phối 65% để ba ngân hàng hợp nhất cho mượn tài sản đối với các khoản vay bắt buộc.
tìm kiếm chuyên gia nước ngoài tham gia mua cổ phần SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan, bạn bè và người thân chiếm cổ phần tại SCB sau khi hợp nhất và đề nghị hội đồng xét xử xác định số cổ phần vì không thuộc cá nhân bị cáo. Bản chất các khoản vay tại SCB trong 10 năm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu trên sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các khoản vay mới để trả nợ cũ. Dòng tiền không ra khỏi SCB, dòng tiền giải ngân liên quan khoản vay đều được giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước, nên nếu có bất thường thì sẽ được cảnh báo. Suốt 10 năm hoạt động trong vòng xoáy mượn tài sản của tôi và gia đình đưa vào SCB để cơ cấu các khoản vay, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ, bị bắt giam và đối diện án tử hình, bị cáo Lan trình bày. Về tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét tội danh tham ô tài sản vì bị cáo không giữ chức vụ gì tại SCB và đến nay không rõ vì sao lại bị quy kết sử dụng phương thức thủ đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 để chiếm đoạt tiền của SCB. Cạnh đó, bị cáo Lan trình bày không hiểu vì sao bị truy tố hai tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong khi với các bị cáo khác cùng một phương thức thủ đoạn nhưng chỉ bị truy tố một tội danh. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chu Lập Cơ và Trương Huệ Vân và xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Cao Trí. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo Lan xem như con ruột và cũng vì tin tưởng bị cáo Lan mà liên quan trách nhiệm hình sự. Còn đối với chồng là bị cáo Chu Lập Cơ, bị cáo Lan cho biết chồng bị cáo là thương nhân Hồng Kông có uy tín và hiện rất khổ vì bị tạm giam. Bị cáo Lan cũng trình bày thêm sẽ cùng chịu trách nhiệm với lãnh đạo SCB, còn đối với những người bị cáo cấp dưới, bị cáo Lan không chỉ đạo nhưng cũng chịu trách nhiệm cùng họ và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho họ. Bị cáo Trương Mỹ Lan gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần SCB. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi Ngân hàng Nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu ngân hàng đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo Lan chỉ nắm giữ 5% cổ phần và gia đình chỉ nắm khoảng 15% cổ phần. Theo quy định của luật doanh nghiệp và luật các tổ chức tín dụng, thì việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên 65% cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này đã gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Từ đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bị cáo là có căn cứ. Cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án, theo hội đồng xét xử trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại, phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại vụ án, theo hội đồng xét xử trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại, không thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử cho biết nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo, số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên, vì nếu theo cách tính đó thì giá trị tài sản đảm bảo sẽ không được cấn trừ cho các khoản vay khác, nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ. Đối với vấn đề lệch 20 mã tài sản đảm bảo, hội đồng xét xử cho biết có 20 mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn, nên các mã tài sản theo xác định của Viện Kiểm sát là chính xác. Thiệt hại do bà Trương Mỹ Lan gây ra cho SCB khó có khả năng thu hồi. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát cũng đưa ra luận cứ đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan từng bước nắm giữ chi phối đến 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, rút tiền SCB sử dụng cho mục đích cá nhân.
trong suốt một thập kỷ từ năm 2012 đến 2022. Ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng. Tính đến đầu năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán, với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Trương Mỹ Lan đã phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm việc tổ chức và thực hiện chuỗi hành vi phạm tội một cách bài bản và gian dối trong suốt thời gian dài, qua đó chiếm đoạt và gây thiệt hại lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi phạm tội này, bao gồm việc thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho bà về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và từ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án này, bà Lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. Mặc dù vậy, cơ quan công tố xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người cầm đầu, chủ mưu thao túng ngân hàng SCB để phục vụ mục đích riêng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.